Ba con rồng xin chào tất cả các bạn. Vỏ ốc rất quan trọng đối với ốc mượn hồn. Nó là phần không thể thiếu của ốc. Mặc dù lúc mới sinh, ốc mượn hồn không hề được tạo hóa thiết kế cho thứ này. Và mình thấy những thắc mắc về vỏ ốc là những thắc mắc không bao giờ có hồi kết. Có rất nhiều bạn gửi cho mình những câu hỏi và chia sẻ như thế này. Anh ơi, tại sao con ốc của em nó chui ra ngoài cái vỏ hoài vậy anh? Em bỏ nó vào nhiều lần rồi mà nó chui ra ngoài. Anh ơi, ốc của em sao nó thay vỏ mà không vào vỏ ạ? Anh giải thích cho em với ạ. Anh ơi, con em chui ra khỏi vỏ rồi, giờ sao và tại sao lại như vậy anh? Anh ơi, em có một con lột vỏ ra, cái em cho nó vô vỏ mới nó không chịu vô, cái nó đai luôn. Anh ơi cho em hỏi, nó bỏ vỏ ốc ra hết rồi trần truồng không mặc gì vô cả là sao anh? Anh ơi, buổi trưa em ngủ dậy thì thấy hai con ốc chui ra khỏi vỏ xong chết là tại sao vậy ạ? Còn nhiều lắm, nhưng mà mình đọc vài cái thôi, chứ đọc những bình luận khác thì nội dung cũng na ná như vậy thôi à. Đó là lý do vì sao mà hôm nay mình làm video này. Video là tập hợp những kinh nghiệm mình tự tích lũy được sau thời gian dài nuôi ốc và một vài ý kiến trên internet. Không phải mình copy toàn bộ những thứ người ta viết ở trên mạng rồi làm thành video đâu. Nên nếu có gì không đúng, mong là các bạn sẽ bỏ qua cho mình nha. Trong những nguyên nhân dẫn tới việc ốc chui ra khỏi vỏ thì nguyên nhân phổ biến nhất đó chính là vấn đề này thường gặp nhất đối với những bạn sử dụng bình xịt sương để giữ ẩm. Về cơ bản thì bình xịt sương làm cho độ ẩm trong hồ không được duy trì ổn định. Nó thay đổi một cách thất thường, làm cho ốc của các bạn dễ bị bệnh. Nếu các bạn muốn biết rõ hơn về bình xịt sương thì các bạn có thể tìm xem video nhược điểm lớn nhất của bình xịt sương nha. Bản thân mình đã từng sử dụng loại bình đó trong một thời gian rồi. Không tự nhiên mà mình lại cảnh báo các bạn phải cẩn thận khi dùng nó. Để khắc phục thì các bạn hãy chế một cái máy phun sương. Cách chế thì các bạn có thể tìm xem video tự chế máy phun sương của mình. Nếu các bạn thực sự muốn bầy ốc sống lâu cùng các bạn á thì đừng chần chừ trong việc chế tạo cái máy đó. Độ ẩm là yếu tố quan trọng đầu tiên và quan trọng nhất mà các bạn cần phải làm chủ để có thể nuôi được ốc mượn hồn. Con ốc mà các bạn đang xem cũng bỏ vỏ do bị thiếu ẩm đó các bạn. Video được mình quay năm 2017. Đợt đó là mình mới nuôi ốc thôi. Sau khi mình đi du lịch vài ngày á, về nhà mình hốt hoảng khi phát hiện mất một con ốc. Mình đi tìm cả buổi thì phát hiện được cái vỏ. Cứ tưởng là nó ở trong vỏ, nhưng không thấy gì trong vỏ cả. Tìm kỹ một hồi mới phát hiện là nó nằm trong cái khe hở của hầm máy bơm đó các bạn à. Có thể là do khi thoát ra khỏi hồ thì độ ẩm trong nhà mình hơi thấp, nó không biết làm sao rồi vô tình thấy cái khe này vừa mát vừa ẩm nên nó cố gắng chui vào, mà có cái vỏ thì chui không lọt nên nó bỏ vỏ rồi chui tọt qua đó luôn. Đây chính là nguyên nhân phổ biến thứ hai. Trường hợp này thường gặp với những bạn mua ốc của những người bán ốc dạo hoặc là những trang Facebook bán hàng không uy tín. Những người này thường lưu trữ ốc trong điều kiện rất tồi tàn. Trước khi tới tay các bạn thì chúng đã bị stress rồi. Khi về tới nhà các bạn thì chúng còn stress nặng hơn nữa. Thường chúng có biểu hiện ăn ít hoặc bỏ ăn và cuối cùng là bỏ vỏ. Cách khắc phục là lựa chỗ mua khác uy tín hơn. Một con ốc có thể bị con khác lôi ra khỏi vỏ do hai nguyên nhân. Thứ nhất là do ăn uống thiếu chất, sức khỏe kém, bị con khác giành vỏ mà không có khả năng chống cự nên bị lôi ra khỏi vỏ. Thứ hai là lột xác trên nền, lúc cơ thể đang yếu ớt thì bị con khác phát hiện, lôi ra khỏi vỏ và ăn thịt. Để khắc phục thì các bạn hãy cho ốc ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, bao gồm rau củ quả và các loại thịt, cho ăn đều đặn mỗi ngày, không bỏ bữa nha các bạn. Quan sát xem ốc có dấu hiệu lột xác không. Nếu có thì tùy vào điều kiện hồ nuôi mà xem xét là nên để lại hồ chính hay là mang qua hồ khác cách ly. Có một sự thật đó là một con ốc khỏe mạnh rất khó bị con ốc khác lôi ra khỏi vỏ, cho dù kích thước hai con chênh lệch nhau tới 10 lần đó các bạn. Ốc của các bạn đang sống bình thường khỏe mạnh, nó chui xuống cát vài ngày rồi đột ngột chui lên và bỏ vỏ thì có thể là do nền cát của bạn có vấn đề. Nếu cát của các bạn bị nhiễm những chất độc hại,
Khi ốc chui xuống cát, đào hang trong cát, những chất độc này sẽ xâm nhập vào vỏ ốc và vào cơ thể ốc, làm cho ốc cảm thấy khó chịu, rồi bỏ vỏ. Cát có thể bị nhiễm độc do các bạn mua phải cát kém chất lượng, hoặc nếu các bạn đi nhặt ở ngoài đường, ngoài bãi biển, thì có thể là do các bạn không chọn kỹ lưỡng chỗ nhặt cát. Để khắc phục thì các bạn có thể tìm chỗ mua cát khác uy tín hơn. Khi mua thì nhớ ngửi xem nó có hôi không, nên mua thử trước 1-2kg xem có ok không, rồi mới mua nhiều. Còn nếu các bạn nhặt cát ở bãi biển, ở lề đường, thì các bạn nên tránh xa những bãi xác chết thủy sản, những cống xả thải, v.v. Nói chung là những nơi bị ô nhiễm đó. Khi đã mang cát về tới nhà rồi thì các bạn phải rửa cho thật nhiều lần, thật sạch, rồi mới cho ốc sử dụng. Một con ốc khi bị gãy chân càng thì nó sẽ mọc lại ở lần lột xác tiếp theo. Nếu gãy ít thì không có gì đáng nói, còn gãy từ 2 đến 3 chân trở lên thì cho dù là các bạn có cho nó ăn thật nhiều chất dinh dưỡng thì sau khi lột xác xong nó vẫn sẽ bị teo nhỏ lại so với trước đó. Do cơ thể bị teo nhỏ đi nên khả năng mang vác cũng sẽ giảm. Nếu con nào vẫn chịu đựng được cái vỏ nó đang mang thì nó sẽ tiếp tục mang. Còn con nào thấy nặng quá, mang không nổi thì nó sẽ bỏ cái vỏ đó. Để khắc phục thì các bạn có thể tham khảo video vì sao ốc bỗng dưng gãy chân nha. Côn trùng trong hồ ốc có loại có lợi nhưng cũng có loại có hại. Ranh giới để phân biệt chúng không thực sự rõ ràng. Những con côn trùng có lợi sẽ sống chung với ốc, còn những con côn trùng có hại có thể chui vào vỏ rồi khiến cho bọn ốc bỏ vỏ. Trong video cách diệt côn trùng trong hồ nuôi ốc mượn hồn á, thì mình có nói là mình quay được một đoạn video về cái con côn trùng ở trong hồ ốc, nhưng lúc đó mình tìm không ra. Thì nay mình đã tìm lại được, các bạn xem đi nha. Video này mình quay năm 2018 đó các bạn. Các bạn thấy nó bò nhanh ghê không? Để khắc phục thì các bạn có thể tham khảo video cách diệt côn trùng trong hồ nuôi ốc mượn hồn nha. Theo khá là nhiều tài liệu hay là bài viết lan truyền trên internet thì vỏ chật cũng là một trong những nguyên nhân được người ta hay nhắc đến. Nhưng theo mình quan sát thì hiếm khi nào con ốc nó bỏ vỏ vì vỏ bị chật lắm. Tuy nhiên nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho ốc bỏ vỏ. Bước 1, các bạn mang vỏ đi rửa từ 5 đến 10 lần với nước sạch. Sau đó đun sôi vỏ với nước muối pha loãng với tỷ lệ như là nước muối cho ốc uống trong khoảng 10 phút. Lấy ra ngoài cho nguội rồi đổ hết nước trong vỏ ốc ra. Đặt con ốc trần trụi và cái vỏ của nó vào chung một cái tô có thành tô dốc như thế này. Để vào chỗ tối trong khoảng 30 phút xem nó có vào lại không. Mình đã từng làm một thành công. Tuy nhiên nếu các bạn không thành công thì hãy thử bước thứ hai. Bước 2, tìm cho nó ba cái vỏ cùng loại có kích thước tương đương với cái nó đang đeo, tức là một cái to hơn, một cái nhỏ hơn và một cái bằng. Để con ốc trần trụi và ba chiếc vỏ vào một cái thau nhỏ, rồi đặt thau vào một góc tối trong khoảng 30 phút. Nếu nó chịu chui vào vỏ thì các bạn may mắn rồi đó. Hai cách trên không chắc chắn sẽ giúp cho ốc của các bạn chui vào vỏ 100% đâu. Vì nếu như ốc bị stress quá lâu thì sẽ rất khó để nó chịu mang lại vỏ. Cũng giống như một người bệnh tâm thần khi người ta đã không chịu mặc quần áo, thì cho dù các bạn làm cách gì đi nữa, người ta cũng sẽ cởi bỏ nó thôi. Nếu ốc của bạn bỏ vỏ vì một nguyên nhân đơn thuần nào đó trong những nguyên nhân kể trên thì khả năng nó vào lại vỏ là rất cao. Còn nếu nó bỏ vỏ do hai hoặc ba nguyên nhân cùng một lúc thì rất khó để nó vào lại vỏ, cho dù các bạn có mua vỏ mới cho nó. Các bạn tìm cách cho ốc vào vỏ như thế này là các bạn chỉ đang giải quyết phần ngọn của vấn đề thôi. Điều quan trọng là các bạn phải tìm được đâu là nguyên nhân để khắc phục. Những cách khắc phục mà mình kể ra ở trên có thể sẽ không cứu được con ốc hiện tại, nhưng nó sẽ cứu được những con ốc sau này, giúp chúng không gặp những tình trạng tương tự đó các bạn. Mình xin phép dừng video tại đây. Nhớ bấm đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nha các bạn. Việc đăng ký trên kênh Ba Con Rồng là hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.